Alo. Alo, vâng, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với buổi trực tiếp của AOE Hà Nam. Và chúng ta cùng đến với trận giao hữu trong buổi chiều ngày nay giữa Hà Nam và các game thủ của Nam Định. Và đội hình gia quân của game thủ Hà Nam gồm có Hoàng Mai Nhi, Tý, Kinh Công, Nobi. Còn phía bên kia là có Exciter, Tùng Anh, Ken và Nai. Và trong ngay trận thi đấu đầu tiên này là quân được chia đều cho cả hai bên, là một kèo đấu tương đối cân khi mà có nhiều tuyển. Khi mà bên mình là có Minper, IA, Egypt và bên kia là Haifo, AC và IA, vẫn cũng là rất tuyển cho cả hai bên. Và trận thi đấu mà kèo đấu đánh giá cũng là rất cân. Và không biết tất cả anh em đang theo dõi kèo đấu trên AOE của Hà Nam về hình ảnh và tiếng game, tiếng bình luận đã ok chưa nhỉ? Nếu có gì chưa vừa ý thì anh em sẽ vui lòng chat lên khung chat và mình sẽ xử lý ngay cho anh em. Rồi chúng ta đến với trận thi đấu này. Đây là màn hình máy Yamato, một bài chém đầu cánh. Vâng, một bài cầm chém tuyển đầu cánh và bài nhìn qua là rất thơm dành cho người cầm Yamato này trong tay Kinh Công. Và cũng đảo qua các màn hình máy khác xem. Đây là màn hình máy của Hoàng Mai Nhi, một thế bài mà anh cầm quân Minwan và rơi vào trong cánh. Trận đấu này bên mình là có Egypt, Peria là hai loại quân cũng là tuyển. Và không biết liệu rằng trong bài đấu trong cánh Minwan của mình, anh Hoàng Mai Nhi có lên thẳng những con cung A không? Và đảo qua máy khác, đây là màn hình máy của Tý, một bài cầm Persian. Vâng, Persian nó rơi vào quá sâu. Nếu như vị trí này đổi cho bài đánh của Nobi thì có vẻ là một thế thơm hơn. Persian đâm thẳng ngay vào trong góc 3 giờ, một cái góc rất đẹp. Và đây là màn hình máy của Nobi, một bài cầm cung tuyển Egypt hoặc đẩy ra đầu cánh tương đối xa. Nhưng mà về thế được gọi là sắp xếp cũng chưa, đôi chưa phải là mắc binh dành cho các game thủ của Hà Nam. Vâng, về bài này của Egypt trong tay Nobi thì cũng đồ ăn tương đối ổn khi mà có bầy gấu to như là thêm 3 voi. Và ta đảo qua với cánh bên này của Kinh Công đi, báo về một bài Kinh Công rất thơm từ thời điểm ban đầu. Vâng, một bài Yamato với hai voi và bãi quả phụ dường như cũng đã tìm thấy ở trong góc ở đây, bãi quả phụ. Bãi quả phụ là một bãi quả 5 cây. Và
Và cùng quay trở lại với trận thi đấu này. Và đây là mảnh máy của King Kong khi mà em đã bắt đầu đẩy thẳng cánh của mình. Vâng, đẩy đã có giò, một con giò sẽ là đầy đủ công giáp. Và hơi đen bị ngay hai con sư tử. Vâng, hơi đen trong tình huống vừa rồi, hay một con giò mình bị hai con sư tử đuổi. Và cái độ HP mất của nó là tương đối nhiều. Như vậy là đầu cánh của King Kong sẽ là người cầm màu 2 Ken Z trận thi đấu này, cầm AC. Như vậy một trận thi đấu mà 10 AC là đầu cánh, không biết nhà Yamato cũng như là nhà phô của đội bạn có một bài dâng vâng, ai sẽ là người dâng A dâng L lên để cho bài AC này. Vâng, một con giò đầy đủ công giáp của mình chưa ăn được nhiều. Vâng, một con giò công nghệ gọi là mắc binh nhưng mà chưa ăn được khi mà gặp có hai con sư tử như là một con tê của người cầm AC. Đây sẽ là một cái hốc nho nhỏ để cho người cầm hai có thể khỏe phát triển. Và chúng ta cùng quay trở lại với màn hình máy của tí, một bài đánh dâng BL của Persian. Vâng, với hai nhà BL đang thuộc người là cánh của Nobi, đây chính là người cầm màu 3 Tùng Anh trận đấu này, cầm Phonesian, một bài Phonesian đánh. Vâng, đánh chém. Như vậy là Exciter và Ken sẽ là người đánh cùng trong trận thi đấu này. Vâng, timeline là 2-3 với hai nhà BL được dâng lên của người cầm Persian. Vâng, mặt bên này tí có tìm tới cho mình thêm những con voi. Vâng, có con voi và thêm một bầy hươu. Vâng, đây là một bầy hươu mấy con. Vâng, một bầy hươu 4 để có thể ăn hoang lấy lực sóc chém. Vâng, quay trở lại với màn hình máy đánh chém với cánh bên kia. Đây là máy kinh công, timeline là 21. Như vậy là dường như em vẫn chưa kinh được nhiều. Có một con chém lọt vào khoanh gỗ của người cầm màu 2. Tạm thời thì màu 2 đang bay một khoanh gỗ và lôi dần ra đây cực kỳ nhiều. À không, như vậy là một trận thi đấu mà Exciter cũng là một người đánh chém. Như vậy là một bài đấu mà các thủ Nam Định chỉ đẩy cho một người đánh cung thôi, ba chém một cung. Và dường như là Nai là một bài lên cung A thẳng. Như là phát hiện được một đạo mỏ quả nan hoang và cùng đảo qua màn hình máy cùng chủ lực bên mình xem nào. Ở timeline Egypt của Nobi. Ở một timeline mà Nobi đã cơ cấu được một thế bài khung rồi. Vẫn chưa bị mất gì nhiều. Vâng, đây là một bài đánh thời điểm đầu chỉ đánh được với ba nhà BA khi mà một lực. Vâng, lực để răng những chiếc nhà BE đấy tương đối mất lực. Và đây là màn hình máy của Hoàng Mai Nhi. Hiện tại thì hai nhà cung chủ lực bên mình là vẫn còn khỏe nguyên. Vẫn chưa có những tên đẩy chéo lạc đà lọt vào. Và đây là timeline của màn hình máy của tí, timeline là 29. Và một timeline vẫn rất ổn cho người cầm Persian. Vâng, có tụ cho mình được số lượng lạc đà tương đối nhiều. Vâng, cánh màn hình kinh công báo về là ăn được tương đối nhiều dân của người cầm mùa 1. Chúng ta đảo qua máy kinh công. Vâng, đang truy đuổi gắt gao những số lượng nông dân này. Mùa 1 tạm thời đang có khoảng 6 dân chưa thể làm ăn. Ở mặt bên này chỉ có 5 dân thôi. Vâng, màn máy của King Kong một tơn mà những tơn cung thừa đầu tiên của người cầm màu 2 đang đẩy. Vâng, tạm thời những cơ sở King Kong tạm thời giạt một tơn. Và trở lại với cánh bên này, bài chém của tí, một bài đánh thẳng cung A của Nai, người cầm màu 4 trong trận đấu này, đây trên góc 9 giờ. Vâng, tiếp tục là bàn tình huống ăn dân bên ngoài này của Nai, chắc chắn là không. Vâng, Nai có ý định bo bế những cái hốc bên kia nhưng không thể được. Vâng, một bãi gỗ của Nai. Nhưng mà với người cầm cung A thì thời điểm này gỗ cũng không còn quan trọng. Và quay trở lại máy của Nobi. Vâng, khi mà Nobi đang có một tân, vâng, đang có hai tân cung thừa Egypt phối hợp với nhà King Kong một tân. Quay trở lại với màn hình máy của Hoàng Mai Nhi. Và đây bài đánh cung chủ lực khi mà anh đã bắt đầu đẩy những con cung A của mình. Timeline là 69. Vâng, timeline là rất khỏe thời điểm này rồi. Vâng, chưa mất gì. Vâng, chưa mất gì, đang chủ động đóng BC và bung BN ra phát triển cực kỳ rộng cho một người cầm Minoan này. Timeline nở ra cực kỳ nhanh và đều. Vâng, mặt bên này có sự phối hợp của những con chém, của những con lạc đà.
Rồi những con lạc đà của tí như là lạc đà của Nobi, lạc đà của King Kong cũng đang phối hợp ốp lên nhà người cầm Yamamoto tuần thi đấu này. Và đây là màn hình máy của Nobi. Vâng, tham lại là 6-4, tạm thời hai cung nhà bên mình là một bài vẫn đang rất khỏe. Và quay trở lại với màn hình máy đánh chém, đây là màn hình máy của tí, tham lại là 20 của người cầm Persian. Vâng, vẫn còn dân để có thể đi ăn hoa cũng như là để vâng vẫn còn giữ được cho mình tương đối nhiều dân của Persian để có thể lấy lực và sóc lạc đà. Và một bài Persian không bị mất dân là rất thơm rồi. Tham lại 19, một tham lại không được khỏe, còn máy chém kinh công thì sao? Tham lại là 22, một tình huống mà đã bắt đầu vừa mới có màu 2 sang cứu nhẹ một tơn, nhưng mà số lượng cung đường màu 2 dường như là không đông. Vậy tạm thời tất cả các nhà game thủ Hà Nội đang có ý định ốp lên nhà Nai trong tơn thi đấu này. Chúng ta cùng quay trở lại với những màn hình máy đánh cung. Và đây là timeline 77. Vâng, timeline 77 của người cầm cung Egypt. Và đã là, không biết là đã là đầu máu chưa. Vâng, nhưng mà chưa lên đầu máu dành cho cung R Egypt, như vậy là hơi phí. Vâng, sẽ phải cho những thằng cung R Egypt. Vâng, lợi thế là 106 máu, cần phải tận dụng ngay. Như vậy là Nobi cũng đã bắt đầu đang trong thời gian lên đầu máu dành cho những con cung R Egypt của mình. Hiện tại mình đang ốp được nhà A. Nai đang giật tất cả số lượng cung A của mình vào bên trong để có thể thủ lại, nở ra turn thế nào sẽ nằm ngay. Vâng, một tình huống đục E và quay trở lại máy King Kong khi mà King Kong đã lọt vào trong nhà của Nai rồi. Như vậy là Tùng Anh resize. Và tỷ số là 1-0 trong trận thi đấu đầu tiên.